Hello mọi người, nhà Lan hôm nay ra vườn ăn. Đó, hôm nay cái vườn của mình nó có cái màn ăn để trốn mấy con ruồi đó mọi người. Thì hôm nay là cái màn như thế này nè. Đó, cái này Lan thiết kế, cái này nó gọi là cái động thiên nhiên cốc nha mọi người. Ngày nào ăn là phải mở cái màn lên, khi mà ăn xong là phải dẹp nó đi, không là mấy con ruồi nó hút vô mình không có ăn ngon, ngồi ăn mà nó cứ quấy rầy á. Thì bây giờ mình sẽ ăn món gì nha, mọi người coi thử hôm nay mình ăn món gì nha. Hello Bảo. Hello, con đang làm món gì đó? Con làm bánh tráng hả? Bảo nói bảo đang làm bánh tráng. Ô da, đó. Giống như là ra đi anh, cái cháu mình nó gọi cái này giống như là cái lâu đài của công chúa. Cháu mình nó nói giống như lâu đài của công chúa, hồng hồng trắng trắng. Hôm nay mình làm món cá nướng mọi người. Đây là món của ông xã mình ra tay nha. Thì nhà mình nướng cá hay mua cá catfish đó. Cá này là cá tươi á mọi người. Nó bơi bơi luôn, xong người ta đập ra. Đó, xong mình về mình nướng. Mình nướng thì mình không có da giòn như người ta, nhưng mà mình ăn rất là chất lượng nha mọi người. Cá tươi, thịt nó rất là ngọt và dai. Và mình bỏ hành hành phi nè, hành đậu phộng với lại hành hành lá, mỡ hành á. Rồi mình có rau, rau này là rau Hồng vườn. thơm nữa, Rau đa số là ở vườn nhà mình. Dưa có leo, hồng chuối, thơm nữa. dưa leo, chuối chát, rồi bánh tráng và mắm nêm. Lan ăn mắm nêm, ông xã Lan ăn nước mắm thôi, anh không ăn được mắm nêm. Đó, bữa trưa nhà mình, và đây là rượu. Rượu chát ha. Vô Vô, quanh, vô. Bảo còn vô nữa. Xỉn đó Bảo ơi. Mình uống rượu thì mình uống dở lắm mọi người, nhưng mà thích nhấp 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 chơi vậy đó. Đó, bữa trưa nhà mình ăn ở ngoài đây nó vậy đó. Ăn một con cá này ăn 2 ngày luôn á mọi người, ăn không hết, hai chồng đang ăn vậy cho yếu. Với lại mình cuốn rau, cuốn bánh tráng này vô nó no đó. Lâu Thì lắm không có ăn con cá này lâu quá không ăn cá hả? nè. Vậy con có thích không? Thích Bây ăn ha? giờ mới ăn nữa. Bây giờ mới ăn hả? Mà sao con ăn cá mà ăn bánh tráng không vậy? Đó, xin mời cả nhà ăn với gia đình mình nha. Mình ăn rau gấp cá này, ông xã mình không có ăn đó, mình phải để riêng. Rồi, anh ăn rau thơm này thôi. Rồi, mời ha. Cá này là con cá này chất lượng nè. Cái thịt nó dai ngon quá. Thịt này là cái cục thịt nó dai mà nó ngon lắm mọi người. Bỏ hành Cá phi không? tươi Nè, đưa cho nó cuốn. Cho cha để mày check coi quá có đâu, mày chắc xương không hay được không rồi, nha. không được đâu, Để đó mày check coi có xương hay chắc không. là Đó, nói chung là nó thịt nó tươi và nó dai ha mọi người. Cá này là cá đang bơi á. Rồi xôi cuốn đi ăn. Bây giờ mình sẽ cuốn một cái cuốn cá. Trời ơi mình thèm quá chừng luôn á. Lần nào mình ăn cái này mình cũng thèm hết. Mọi người ăn xong là nó thèm mà. Tại vì cái này nó giống như là nó bao quát hết tất cả các cái hương vị, nó cuộn lại thành một cái cuốn cá. Có rau nè. Giờ tí tô nhà chồng nè, dao này mua dao này nhà hết rồi. Giờ rau răm nhà chồng nè, dao húng quế nhà chồng nè. Đó. Mình ăn rau mọi người, mình ăn rau thay cơm được nha. Đó. Hội tụ vô nhiều hương sắc. Rồi xong mình cho gài cái cọng gấp cá. Xong rồi mình cho miếng dưa leo. Cuốn cái bánh tráng nhỏ nhỏ này vừa cuốn rồi mọi người. Ăn hết xong rồi lấy nữa, xong mình cho mấy dưa miếng đồ chua. Em ăn dứa anh nè à. Ăn dứa nó vô nó không có nóng hay mày thấy đâu có nóng đâu. Bắt đầu mình cho cá. Cá này trời ơi cá này nó ngon lắm. Mình mua cá mà cá kho hoặc là cá nấu canh á, thì mình hay mua cá chết. Mà mình mua cá nướng á, thì mình hay mua cá tươi. Nó ngon hơn mọi người. Nó mắc một chút xíu nhưng mà ăn ăn nó ngon hơn, nó chất lượng hơn. Hồi trước Lan với ông xã Lan ra ngoài tiệm ăn một cái con cá như vậy á, nhỏ hơn anh đi ha. Mà tới ăn xong một bữa ăn mình tính ra 75 đồng với lại một dĩa cơm chiên. 75 đô la đó các bạn, trong khi mình mua con cá này có 20 25 đồng thôi. Hành phi mỡ hành rồi vô luôn chắc khoảng khoảng 27 đồng cỡ đó. Hành hành này hành nhà mình trồng luôn. Hành nhà trồng luôn mọi người. Đó, ăn ngoài tiệm với ăn ở nhà, ngoài tiệm chỉ có cái được cái có cái không khí nó khác một chút thôi mọi người. Rồi xong đó mình chấm vô như vậy nè. Mình cuốn tay chân sạch sẽ nha mọi người. Trước khi ăn mình rửa rồi. Đó.
Wow, hấp dẫn ghê chưa nè. Ủa dạ, xong mình chấm vô cái mắm nêm này nè mọi người. Good job. Ngon quá à. Cá này em xả là ăn nướng chứ không phải là ăn nướng mọi người. Ảnh là có ngành chuyên viên nướng cá. Nướng đó không phải nướng cá mà là nguyên cá chứ còn là nguyên nướng cá chứ không phải bốn bốn chẳng là nguyên là chuyên viên rửa chén. Chuyên viên nấu ăn. Cho thấy cực dữ rồi. Chuyên viên nấu ăn nấu gì? Nấu cơm. Nấu cơm ha. Cô nấu món gì? Mắm nêm bên này là mắm nêm Phan Thiết. Đang mua nguyên chai nó xay sẵn luôn về pha ra. Với lại cái nước nước thơm á. Khỏi phải xay gì nữa cho nó mệt. Hôm nay cái da nó giòn nữa. Đang nướng 400 độ phải không anh? Một tiếng. Con cá này 4 pound. Mà cái lò nhà mình hơi yếu á. Lò này mình hơi yếu. Đóng này qua lại. Đóng này lại đi. Để đó cho mẹ coi. Con ăn đi. Con ăn đi please. Ăn đi mà. Nguyên cục thơm luôn này là không có xay thơm á. Rồi không cần. Cho nó nhúng cái bánh tráng xong cái người cái nó hết muốn ăn luôn à. Cuốn tiếp, cuốn tiếp. Làm cho con. Nó làm cho con đi, con ăn của con chưa hết nữa. Con ăn chưa, con chưa hết mà. Chà, gió mát quá. Ngồi trong này gió mát quá. Nè, giờ mình bỏ gì đây? Không bỏ gì đâu con ăn cái cá của con đây, con chấm vô nước tương con ăn giùm cha mẹ đi, please. Mày đút cho con ăn, mày ngán quá à. Ăn cá mà có rau gấp cá ngon á, ai mà ăn được rau gấp cá ngon ha. Có người không ăn được. Em ăn đồ chua nè. Dạ, có rồi. Ăn đi con. Ăn cá không không con, mẹ lấy cá không cho. Ăn dứa hả? Tại em làm cái này có dứa à. Em làm cái mắm nêm có dứa à. Ăn cá không không Bảo? Bảo không ăn gì hết trơn vậy. Mẹ lấy cá không cho. Nè, thử ơi. Thổi đi. Ăn này healthy á mọi người. Vừa có rau mà vừa có chất đạm. Mình không cần ăn cơm nó mập lắm. Nhà Lan cũng ít ăn cơm á. Nhưng mà trời nóng nữa làm biếng vô bếp mọi người. Làm cái gì gọn gọn ăn cho nó nhanh. Hôm nào mình đi biển thì mình ăn tào lao à. Hôm nào ở nhà thì mình ăn mấy cái món nhanh nhanh gọn gọn vậy nè. Đỡ phải nấu. Dạng gì? Giá dạng gì luôn. Ăn miếng thơm, em có miếng thơm ở trong cái nước nước này cũng ngon nè anh em. Mặn à. Ăn đi Bảo. Bảo. Ngồi biển nè. Ngồi ngoài biển ngồi dậy ha. Cầm cái đó cắn lên đi con. Con cuốn. Con cuốn lại sao con cắn con ăn đi. Nó không xếp cái màn bự, có đừng mua cái màn bự. Ôi trà. Có đừng mua cái màn nè, có đừng mua cái này. Ôi
Ok, ăn xong đem trả lại nha. Dạ chứ. Trời, ai muốn ăn nào bây giờ? Một cuốn nữa thôi, một cuốn cuối cùng. Anh ăn thêm đi. Trời, trời đẹp. Không cuốn nữa hả? Cái rau này là rau húng cây nè. Này. Anh đi chợ lên kêu mua húng cây, anh mua húng quế. Húng này húng cây nè. Ở nhà hết rồi. Húng cây là húng. Húng đó húng quế. Dạ. Ăn cuốn nữa thôi à mọi người, no quá à. No quá là no, ăn cuốn nữa thôi giờ. Giờ một cuốn nữa thôi. Cái này nữa thôi, một cuốn nữa thôi. Cuốn này cuốn nữa xe cua. Ờ vậy nãy giờ sao em không có cuốn chuối anh? Bây giờ em mới thấy cái chuối chát đây nè. Nãy giờ em không có cuốn cái chuối chát. Đây thiếu sót. Giờ em giữ rồi không? Nếu em bỏ ở đây giờ để em bỏ vô cái nước tương này nè. Không ăn nữa hả? Sao ăn ít vậy? Ăn cái nửa cá mà ít. Hai vợ chồng ăn mới nửa con cá thôi mọi người. Mới có ăn nửa à. Mình ăn hết. Ô cha, cái cục thịt này ngon quá nè anh. Hả? Này, cục thịt ngon. No quá hả? No quá. Hấp dẫn gì mà ăn no, ăn nhanh vậy. Trời ơi, hấp dẫn quá chưa nè. Đó, mấy bạn thấy ăn cá nướng là về nhà tự làm luôn. Chắc là ai mà muốn ăn đó là làm tại nhà ăn vừa ngon vừa bổ vừa rẻ. Hấp dẫn qua đây nè. Bảo nó không ăn ở chợ, nó ngồi nó nghịch, nó nói gì ta. Hành phi với lại hành hành này nè, ngon nè. Quét cái này bỏ vô. Cá nữa, đủ thứ quên ha. Bỏ món này vô cái nó quên món kia. Này ấy, một chút thơm thơm, một chút mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua, chát chát. Nó hòa quyện với nhau ăn nó mới ngon. Cái cuốn cuối cùng. Vô đi anh. Vô bảo. Vô. 1, 2, 3. Cộng lì vô. Rượu này rượu lễ hả anh em? Không. Không hả? Rượu nho hả? Rượu chát á hả? Rượu nào chẳng làm bằng nho anh? Chỉ là wine á, chứ không phải là cái rượu làm lễ là rượu gì mới. Rượu nó ngọt ngọt. Đây là món dessert nè mọi người. Kem, rồi đậu phộng, nho khô và chuối. À, ông xã Lan gọi là gì? Banana split hả? Split là món gì Lan cũng không biết nữa nhưng mà ăn ngon. Đó, dessert cho buổi trưa. Hấp dẫn không? Anh cho bên kia anh giữ ha. Còn ông xã Lan cuốn bàn hay không nè mọi người. Đó, tới giờ ăn xong phải dọn á. Nè, tay em cá không? Cái màng này thơm vô làm sao? Anh cuộn tròn tròn lại luôn. Trước giờ mình đâu có biết cuộn vậy, mình cứ xếp lại. Cho anh giữ rồi em tháo ở trên cho. Rồi, xong cuộn đi. Nhà Lan có ông mẹ. Anh nói kiếm ở đâu ra người quản gia vậy. Quá giỏi à. Giỏi việc nước là đảm việc nhà nữa. Hay không? Hay quá. Ok, hay quá. Thank you anh yêu. Bố giỏi không? Mai mốt con lớn lên con phải giỏi giống bố như vậy á. No. Hả? No, không phải. Mẹ thích con trai mẹ giỏi. Giỏi mai mốt thì phụ giúp vợ con, biết không? Biết không? Con lớn lên con làm phụ mẹ ha. Cho bố nghỉ ngơi ha. Không biết con có làm gì hết. Mới dự đáng con ăn. Con mẹ có lại cho mà khổ kìa. Giờ bố đi giữa chén thì bắt bố làm sao? Phạt bố hả? Phạt bố làm gì? Bố đi thăm ao hả? Bố bảo kêu là bố mà rửa chén là bắt bố đi thăm ao. Mà hỏi bố là gì? Hỏi bảo là giữa chén á, là giữa chén là mệt hay là đi thăm ao mệt. Bảo nói giữa chén mệt. bảo lại không thích đi thăm ao. Phức tạp quá bảo ơi.
Ăn xong giờ xong một bữa ăn đơn giản. Cái chanh nè mọi người, Lan Lan trồng cái chanh dễ thương nè mọi người. Cái chanh này. À, Lan thấy nhiều nơi nó nói là mùa thu rồi đó mọi người, mà sao Cali vẫn còn nóng và ấm áp lắm. Hôm nay trời tương đối là mát, mà mấy bữa nóng kinh luôn. Mấy bữa nóng quá mình ra đây mình ngồi đâu có nổi đâu. Cây chanh nó đẹp đi chưa nè. Để em bàn à. Có cái gì xanh xanh trên bàn cho nó đẹp. Xong. Rồi Lan xin chào mọi người nha. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở các video khác. Xin mọi người hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ nhà mình ha. Bye.